Ngày 20 tháng 9 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký ban hành quyết định số 3610 AQDBCT ban hành phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017-2018. Theo quyết định này, 675 điều kiện đầu tư kinh doanh đã được cắt giảm, con số này được Bộ Công Thương đưa ra sau hơn 2 tuần các đơn vị tiến hành giả soát cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực Bộ Quản lý. 675 là con số được cho là lớn chưa từng có trong lịch sử ngành công thương được các đơn vị thuộc Bộ đề nghị cắt giảm, cao hơn dự kiến ban đầu 63 điều kiện và chiếm tới 55,5% tổng các điều kiện đầu tư kinh doanh. Điểm đáng chú ý của đợt giả soát lần này là số lượng điều kiện kinh doanh mà các đơn vị đề xuất cao hơn 60 điều kiện so với dự kiến ban đầu và lên tới con số 675 thay vì 612 điều kiện, chiếm tổng số các điều kiện thay cho con số 50,3% dự kiến ban đầu. Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sẽ là công việc trọng tâm đi suốt quá trình cải cách hành chính, hoàn thiện bộ máy thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và vì mục tiêu chính phủ kiến tạo.